Rồi càng ngày thì đề của mình nhá, khi mà đề trong những cái đề thi học đúng không? Đề thi học thì nó cũng không quá thay đổi so với các năm, nhưng mà những cái đề thi thì ví dụ đề thi đánh giá năng lực chẳng hạn, thì nó càng ngày nó sẽ càng mong muốn nó sẽ gắn gắn với cả những bài tập thực tế trong cuộc sống. Đó thì đây là một cái phần mà thầy nghĩ rằng là mọi người sẽ là trọng tâm ở trong năm nay đấy. Rồi mọi người ghi thầy nhá, phần A tóm tắt lý thuyết. Rồi, hôm nay mình sẽ đi xử lý 3 bài toán. Hôm nay mình sẽ đi xử lý 3 bài toán. Thì bài toán số 1. Bài toán số 1 là bài tập gửi tiền ngân hàng. Đó, mình có ví dụ mình có 100 triệu đúng không ạ? Mình có 100 triệu thì mình gửi một cục vào ngân hàng luôn, nghe gửi đúng một lần duy nhất thôi vào ngân hàng. Đó, vậy thì sau khoảng độ 5 năm, 6 năm thì khi mà mình muốn rút ra thì mình nhận được bao nhiêu tiền. Đó thì ở đây bài toán số 1 nhá thì gọi là bài tập gửi tiền một lần. Đó, gửi tiền một lần. Gửi tiền nghĩa là mình cho vay đấy, hoặc là mình đi vay đúng không? Nếu mà mình cho vay thì mình sẽ nhận được lãi, còn nếu mà mình đi vay thì mình sẽ phải trả người ta lãi đúng không? Rồi thì ở đây đầu tiên đó là mọi người sẽ biết được là cái lãi thì nó sẽ liên quan cái khi mà mình đi vay hay mình cho vay đều có cái lãi suất rồi, không ai là cho không ai cái gì đúng không? Thì tất cả đều có lãi suất. Nhưng mà trong thực tế nó sẽ có hai loại lãi. Nó sẽ có hai loại lãi, một cái nó gọi là, đây mình giới thiệu qua một chút, một cái nó gọi là lãi đơn, một cái nó gọi là lãi đơn với cả một cái nó gọi là lãi kép. Rồi thì lãi đơn nó là gì và lãi kép nó là gì, thì sau đây sẽ có một cái phần ví dụ này. Ví dụ như là mình cho vay đi, ví dụ mình cho vay đi cho nó oai đúng không, 100 triệu. Ví dụ mình cho vay 100 triệu, cái này cũng sẽ cho vay 100 triệu. Lãi suất ở đây sẽ là khoảng độ 6%, 6% trên một tháng đi. Cái này là so với thực tế là hơi cao đấy, cái này so với thực tế là hơi cao. Thường là các bạn gửi tiền ngân hàng một năm trong khoảng 8%. Nhưng mà thầy lấy số to này thì mọi người thấy thấy được cái sự khác biệt. Thì đầu tiên nhá, đó là nếu mà hình thức lãi đơn đấy thì cái 6% này sẽ được luôn luôn tính tính theo 6% của cái số tiền ban đầu là của 600 triệu. Vậy thì có nghĩa là sau một tháng nhá, sau một tháng mình cho vay 100 triệu đúng không? Thì sau một tháng mình sẽ nhận được là 100 triệu này cộng với 6% của cái 100 triệu này sẽ là 106 triệu đúng không? Đó, sau đó sau một tháng nữa, sau đến tháng thứ hai thì mình sẽ nhận thêm được cái số tiền lãi tiếp theo này, lãi tháng thứ hai này. Nhưng mà cái 6% này mình vẫn tính theo 6% của số tiền ban đầu nhá. Có nghĩa là tháng thứ hai mình vẫn nhận được là 112 triệu. Đó, tháng thứ ba mình sẽ nhận được là như thế thôi, 118 triệu. Tháng thứ tư mình sẽ nhận được là 124 triệu. Đó thì mỗi tháng nó sẽ cộng thêm số lãi là 6 triệu, 6% của tháng đầu tiên. Thì đây là hình thức lãi đơn. Còn với hình thức lãi kép nhá, nó sẽ như này. Thì cái tháng đầu tiên thì vẫn là 6%, thì vẫn là cộng thêm 6 triệu như bình thường, thì nó sẽ là 106 triệu. Nhưng mà cái tháng thứ hai thì sẽ khác biệt như này này, là cái tháng thứ hai thì cái 6% mình sẽ không phải tính 6% của cái tháng ban đầu nữa, mà sẽ tính 6% của cái tháng thứ hai này. Đó thì ở đây nó hay có một cái câu là số tiền lãi của tháng trước ấy sẽ được gộp vào tiền gốc. Nghe bây giờ sẽ gộp vào tiền gốc là 100 triệu thành 106 triệu này để tính lãi cho tháng tiếp theo, để tính lãi cho tháng tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ cộng thêm 6% nhưng mà của tháng thứ hai nhá. Đó thì ở đây mình sẽ cộng thêm là 6% nhân với cả 106 triệu đúng không? Thì đây nó ra là một con số, nó là 6 phẩy mấy đấy. Nó trên 6 triệu một tí. Đó và cứ đây nó sẽ là khoảng độ 112 phẩy bao nhiêu triệu đúng không? Đó và cứ như thế. Tháng thứ ba mình sẽ nhận 6% của 112 phẩy bao nhiêu triệu này. Đó, thì của 6% của cái tháng ngay trước nó nhá. Thì đây là cái sự khác biệt giữa lãi lãi đơn và lãi kép. Thì nếu mà trong khoảng một thời gian ngắn ấy, nếu mà trong khoảng một thời gian ngắn thì cái sự thay đổi nó không quá nhiều đâu, nhưng mà nếu mà trong một khoảng thời gian dài ấy, thì cái sự chênh lệch nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ khá là rõ ràng đấy. Thì hình thức lãi kép thì luôn luôn là lợi thế hơn đúng không? Hình thức lãi kép và luôn luôn là cho mình nhiều, nghĩa là khi mình cho vay thì mình sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Và khi mình đi vay thì mình sẽ phải trả nhiều tiền hơn nếu mà chọn theo hình thức lãi kép. Đó. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái bài tập lãi kép, và trong cái chương này thì mình sẽ chỉ học lãi kép thôi, chứ mình không động vào lãi đơn nữa, mình chỉ động vào lãi kép thôi. Nào thì bây giờ cái bài toán của mình sẽ như này này, đó là mình sẽ cho vay. Mình sẽ cho vay là 100 triệu. À số vay số tiền là tổng quát đi. Số tiền là A đi, cho tay số tiền là A. Đó, tổng quát luôn. Mình có công thức với lãi suất
Với lãi suất là R phần trăm. R phần trăm, lãi suất là thường ghi ở chữ R, R phần trăm trên một kỳ hạn. R phần trăm trên một kỳ hạn. Để kỳ như y dài. R phần trăm trên một kỳ hạn. Thì ở đây thì tại sao thầy ghi là kỳ hạn? Bởi vì cái phần trăm này này thì tùy 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 xem là mình sẽ tính phần trăm theo, có thể tính phần trăm theo tháng nhá, hoặc có thể tính phần trăm theo năm, hoặc là có thể tính phần trăm theo quý. Cái một quý nó có bao nhiêu tháng không? Một một năm có 4 quý, một năm có 4 quý. Vậy thì một một quý có 3 tháng đúng không? 12 chia 4 là 3 đúng không? Vậy một quý là có 3 tháng. Đấy thì cái kỳ hạn đây thì tùy từng bài, nó có thể tính theo tháng, tính theo quý hoặc tính theo năm, tùy từng bài nhá. Đây thì ghi tổng quát là một kỳ hạn. Vậy thì sau n kỳ hạn. Vậy thì sau n kỳ hạn thì thu được số tiền. À, chấm. Cho vay số tiền là A, lãi suất R phần trăm trên một kỳ hạn. Vậy sau N kỳ hạn thì mình sẽ thu được số tiền là ok, xây dựng qua công thức một tí nhá, để mình cái gì mà mình hiểu ấy thì mình dễ nhớ hơn. Cái gì hiểu thì dễ nhớ hơn là thay vì mình bộc phát cho luôn công thức nhá. Thì bây giờ như này, bây giờ mình sẽ cho vay số tiền là A này, lãi suất là R phần trăm trên một kỳ hạn, và ví dụ trên một tháng đi, trên một tháng thì cho nó đơn giản. Rồi vậy thì bây giờ sau cái tháng thứ nhất nhá. Vậy thì sau tháng thứ nhất thì mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Sau sau một tháng, sau tháng thứ nhất thì mình sẽ nhận được số tiền là gốc đúng không? Gốc ban đầu này cộng với là số tiền lãi sau một tháng thì sẽ là A nhân với cả R phần trăm nhé. Gốc ban đầu là A này, sau đó mình sẽ lấy A nhân R này. Rồi sau tháng thứ hai. Sau tháng thứ hai. Đó thì gốc đây nhá, gốc gốc đây. Gốc đây thì là A. Ở đây mình có thể rút A ra ngoài này, nhân với cả 1 cộng R đúng không? Rồi sau tháng thứ hai thì đây đây chính là gốc của mình này, đây chính là gốc của mình. A nhân với cả 1 cộng R. Và cái lãi suất của mình ấy nó sẽ được tính theo lãi suất này. Không phải là số tiền A ban đầu nữa, không phải là A nhân R ban đầu nữa, mà là A nhân với cả cái số tiền của tháng 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 sau tháng thứ nhất. Đó, ví dụ như trong này đúng không? Vậy sau tháng nhất là mình thu được 106 triệu, và cái 6% tiếp theo ấy là mình sẽ tính theo của 106 triệu chứ không phải là của 100 triệu ban đầu nữa. Đó thì bây giờ mình sẽ tính R phần trăm của sau tháng thứ nhất nhé, là cái A nhân 1 cộng R này. Vậy thì cộng với A nhân với cả 1 cộng R. Xong nhân với cả R nữa. Và từ đây mọi người có thể rút được A nhân với cả 1 cộng R ra ngoài. Và bên trong mình sẽ còn lại là 1 cộng R nữa đúng không? Vậy thì đây sau được là 1 cộng R nhân với cả 1 cộng R thì nó sẽ là 1 cộng R bình phương. Đó, thì bây giờ rồi viết thêm một cái tháng thứ ba này, là các bạn sẽ nhìn thấy được có một cái quy luật. Đó, và từ đó mình sẽ suy được là sau tháng N thì mình nhận được bao nhiêu nhá. Thì sau tháng thứ ba này thì đây, đây là gốc của mình nhá, đây là gốc của mình. A nhân với cả 1 cộng R mũ 2. Rồi cộng với cả lãi suất của tháng thứ hai nhá, lãi suất của tháng thứ hai. Vậy thì lấy R phần trăm nhân với cái này. A nhân với cả 1 cộng R bình phương nhân với cả R nữa, và đây mình sẽ rút được A nhân 1 cộng R bình ra ngoài. Bên trong mình có được là 1 cộng R nữa đúng không? Vậy nó chính là 1 cộng R mũ 3 đấy. Ở đây nó sẽ là 1 cộng R mũ 3. Rồi thì bây giờ mình tổng quát nào. Bây giờ mình sẽ tổng quát, các bạn nhìn thấy nhá. Sau tháng thứ nhất nhá, mình thu được là A nhân 1 cộng R mũ 1. Sau tháng thứ hai này mình sẽ thu được là A nhân 1 cộng R mũ 2. Vậy sau tháng thứ ba mình nhận được A nhân 1 cộng R mũ 3. Vậy tổng quát nào. Sau tháng thứ N thì mình sẽ thu được SN thì sẽ bằng gì nhỉ? Nhìn thấy quy luật chưa? Các bạn nhìn thấy quy luật chưa? Sau tháng thứ N mình thu được là A nhân với cả 1 cộng R mũ n đúng không, nhân với cả a nhân với cả 1 cộng r mũ n nhá. Đó thì đây là cái công thức gửi tiền ngân hàng theo hình thức là lãi kép. Đó, trong đó sn là số tiền thu được sau n kỳ hạn. Sn là số tiền thu được sau n kỳ hạn này. A là số tiền vay ban đầu này, cho vay hoặc là đi vay ban đầu đúng không? Số tiền ban đầu thì ghi là số tiền ban đầu. R thì là R là lãi suất rồi. R là lãi suất trên một kỳ hạn. Còn cái N ở đây, mũ N ở đây là số kỳ hạn nhé. Số kỳ hạn. Đó.
N là số tiền mình thu được sau N kỳ hạn, A là số tiền ban đầu, R là lãi suất trên một kỳ hạn và N là số kỳ hạn. Và chú ý là cái R với cả N nhá, cái lãi suất ấy, cái lãi suất với cả cái số kỳ hạn ấy nó phải cùng một đơn vị nhá. Nó phải cùng một đơn vị. Đó, ví dụ ở đây là lãi suất cả theo tháng thì đấy số kỳ hạn tính theo tháng. Đó, lãi suất tính theo quý thì số kỳ hạn tính theo quý, lãi suất tính theo năm thì số kỳ hạn tính theo năm. Đó, mọi người chú ý là hai cái này nó phải cùng đơn vị với nhau. Ok, thì đây là cái bài tập đầu tiên. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi làm một số câu ví dụ luôn nhá. Phát cho anh cái tờ bài tập ngày hôm nay với. Rồi, câu số 1 nhá, mình sẽ cùng nhau phân tích câu số 1 này. Bác Hùng gửi 100 triệu vào một ngân hàng theo hình thức là lãi kép với kỳ hạn là 3 tháng. Nghĩa là số tiền ban đầu là bạn 100 đúng không? Mẹ A bằng 100 nhá. 100 triệu đúng không? Thì đơn vị là triệu nhá. Đơn vị là triệu đồng. Theo hình thức là lãi kép với kỳ hạn là 3 tháng với lãi suất là 5,28% trên một quý đấy. Quý là 3 tháng đấy. Vậy thì đây mình sẽ có được R của mình sẽ là bằng 5,28% trên một quý. Một quý là 3 tháng đấy nhá. Hỏi sau 8 năm, vậy thì ở đây mình sẽ có được N là bằng 8 năm. Thì thu được bao nhiêu tiền? Thì bây giờ đúng không? Thì thầy bảo là R với cả số lãi suất với cả số kỳ hạn là phải cùng một đơn vị. Thì bây giờ mình phải đổi hết đơn vị theo lãi suất nhá. Thế đơn vị là tính theo quý đúng không? Thì bây giờ 8 năm, 1 năm thì có 4 quý. 1 năm thì có 4 quý, vậy thì 8 năm thì sẽ là 8 x 4 đúng không? Thì là 32 quý nhá. 32 quý. Đó, thì tính theo số kỳ hạn. Ở đây N phải tính theo đơn vị của lãi suất là quý. Rồi, và bây giờ thì áp dụng thức thôi, SN thôi. SN thì bằng này A là 100 này nhân với cả 1 cộng R đúng không? Mọi người chú ý là 5,28% ấy nhá. Có nghĩa là mình phải chia cho 100 đấy. Các bạn phải chia cho 100 thì mình sẽ lùi xuống 2 số 0, mình sẽ lùi xuống 2 số 0, vậy nó sẽ là 0,0528. Đó, mũ N đúng không? Là mũ 32 nhá. Đó, N là số kỳ hạn, ở đây có 32 kỳ hạn đúng không? Kỳ hạn thiếu quý, ở đây có 32 quý. Rồi bấm máy tính cái này thôi. Bấm tính cái này. Ra bao nhiêu nhỉ? 518 881 đúng không? Rồi, đáp án chính xác của mình là đáp án B nhá. Để mình sẽ có đáp án chính xác là đáp án B. Đây là câu số 1. Ốp nguyên công thức vào đúng không? Chưa có gì cả. Đó, câu số 2. Một người đầu tư 25 tờ trái phiếu, mỗi tờ có mệnh giá là 2 triệu. Các bạn biết là cái đầu tư trái phiếu hay đầu tư cổ phiếu ấy, cả hai hình thức đấy đều là hình thức mà mình đi cho vay tiền thôi. Đó, mua cổ phiếu hay mua trái phiếu là mình cho công ty vay tiền. Đó, mình cho cái công ty phát hành cổ phiếu với công ty phát hành trái phiếu vay tiền. Đó, thì ở đây mình đang mua 25 tờ trái phiếu có mệnh giá là 2 triệu, có nghĩa là mình đang đi cho vay cho cái công ty để vay 50 triệu đấy. 25 tờ mỗi tờ 2 triệu đúng không? 25 x 2 là 50 đúng không? Thì mình đang cho công ty để vay 50 triệu. Đó, với cả lãi suất là R% một năm. Đó, thì ở đây mình có được cái số tiền ban đầu là A đúng không? Thì chính là bằng 25 x 2 đấy. Là bằng 50. Đó, thì số tiền mình vay ban đầu chính là 50. Ở đây lãi suất mình chưa biết. Cái câu này là câu tìm lãi suất, coi là câu tìm lãi suất. Thì ở đây lãi suất mình thấy là lãi suất tính theo năm. Lãi suất là R và tính theo năm. Vậy thì trong vòng 5 năm, vậy thì ở đây N bằng 5 rồi. Số kỳ hạn đây bằng 5 rồi đúng không? Vì lãi suất tính theo năm. Vậy thì bài ở sau 5 năm thì số kỳ hạn bằng 5 rồi. Thì có được cả tiền gốc và cả tiền lãi là 72,5 triệu. Có nghĩa là số tiền thu được đấy là SN đấy. SN ở đây chính là bằng 72,5. Rồi câu này là câu không phải tìm số tiền mình thu được sau 5 năm nữa, mà câu này là câu tìm lãi suất. Đó, cho luôn số tiền sau 5 năm mình thu được là 72,5 và tìm lãi suất. Rồi thì mình cứ ốp vào công thức thôi. Cái nào là ẩn thì mình tìm cái đấy. Và chỉ được phép có một thứ là ẩn thôi đúng không? Vậy thì ở đây mình thay hết vào nhá. Thì mình sẽ có SN này. Công thức lại viết lại một lần nữa để mọi người học thuộc luôn. SN bằng A nhân với cả 1 cộng R mũ N. Vậy thì đây mình sẽ có được là SN đây là 72,5 số tiền mình thu được sau 5 năm này. A số tiền cho vay ban đầu là 50. 1 cộng R chưa biết. Mũ đây là mũ 5 nhá. N ở đây bằng 5.
Vậy từ đây mình sẽ có được là 1 cộng R mũ 5 thì bằng là chia 7, 72 phần 5 chia cho 50 đúng không? 72,5 chia cho 50. Rồi, mục tiêu phải tìm R. Mục tiêu phải tìm R. Vậy thì mình làm động tác gì để mất cái mũ 5 này đi nhỉ? Mình làm động tác gì để mất cái mũ 5 này đi? Mình phải tìm R nhá, phải tìm lãi suất nhá. Sẽ lốc cái gì đây? Không phải lốc. Khi nào nó là cái số mũ cơ, mình phải tìm cái số mũ thì mình mới lốc. Ở đây mình làm cái mất mũ 5 này đi thì mình làm sao nhỉ? Căn bậc 5 đúng không? Mình thường mũ 2 thì mình căn bậc 2 đúng không? Ở đây mũ 5 thì mình căn bậc 5 thôi. Mình căn bậc 5, vậy thì từ đây mình sẽ có được là 1 cộng R thì sẽ bằng căn bậc 5 của 72,5 chia cho 50. Xong rồi chuyển 1 sang phía bên này nữa là sao? Vậy từ đây mình sẽ có được R thì sẽ bằng là căn bậc 5 của 72,5 chia 50 trừ 1. Đó, bấm máy tính hộ thầy với ra bao nhiêu? 0,07. 0,07. Và đây là phần trăm đúng không? Đây là phần trăm, vậy thì có nghĩa là đây là chính là 7% đấy. 0,07 chính là 7% nhá. 0,07 chính là 7%. Đó, vậy ở đây là chính xác của mình là đáp án A. 0,077 à? Thì cái này phải làm tròn lên 0,8. Cái này phải làm tròn lên 8%. Cái này phải làm tròn lên 8%. Cái này nó sẽ xấp xỉ 8% chứ không phải là 7% đâu nhá. Câu số 3 thì bài bảo là một học sinh A khi 15 tuổi được hưởng tài sản thừa kế là 200 triệu. 15 tuổi được thừa kế 200 triệu. Số tiền này được bảo đảm trong ngân hàng, nghĩa là được gửi vào ngân hàng đấy, nghĩa chưa được nhận chưa được nhận luôn 200 triệu. Với kỳ hạn là một với kỳ hạn thanh toán là 1 năm, vậy kỳ hạn đây là tính theo năm. Và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi 18 tuổi. Có nghĩa là sau 3 năm, nghĩa sau 3 kỳ hạn đúng không? Nha, sau 3 kỳ hạn. Biết rằng khi 18 tuổi mà số tiền học sinh A nhận được sẽ là 231.525. Vậy lãi suất kỳ hạn, vậy câu này lại một câu lãi suất rồi, câu này vẫn là câu lãi suất giống như bài 2 thôi, mọi người làm như bình thường. Không có gì khó cả. Làm giống hết như câu 2, câu này vẫn là câu tìm lãi suất. Nó cho số tiền vay ban đầu là 200 đấy và số tiền sau 3 năm đúng không? Nghe sau 3 kỳ hạn là mình nhận được là 231. Nó giống câu này thôi. Thì mình làm luôn này, ốp số vào luôn nhá. Ở đây mình có công thức là bằng SN bằng A nhân với cả 1 cộng R mũ N. SN là số tiền mình sẽ thu được. Thì ở đây thì bài cho rồi. 231 525 bằng số tiền A ban đầu là 200 triệu. Rồi, nhiều số 0. Nhân với cả 1 cộng R mũ 3 đúng không? 3 năm mà. Kỳ hạn này tính theo năm. Và đây 3 năm. Rồi vậy tương đương với. Ở đây mọi người chia 200 triệu xuống này. Xong căn bậc 3 đúng không? Rồi trừ 1. Vậy thì từ đây mình tính R bằng bao nhiêu nhỉ? Câu số 3 đọc R bao nhiêu rồi? Bao nhiêu? 5% à? R 5%. Rồi tiếp nào. Tiếp. Câu 4 nào. Câu số 4 nào. Ở đây thì bài bảo là một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất là 6,1% một năm. Vậy thì ở đây mình có được là R đúng không? 6,1% trên một năm. Lãi suất đây tính theo năm nhá. Kỳ hạn đây tính theo năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào số tiền vốn để tính lãi theo năm tiếp theo. Vậy cả cái câu đấy nhá. Cả cái câu mà số tiền lãi sẽ nhập vào số tiền vốn để tính lãi cho năm tiếp theo thì đấy chính là hình thức lãi kép đấy. Đó, cả câu đấy ý như bài bảo là cho vay theo hình thức là lãi kép. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì thì người đó thu được số tiền cả gốc lãi gấp đôi số tiền gửi ban đầu. Vậy thì nếu mà số tiền gửi ban đầu là A thì cái lúc số tiền lúc sau là SN ấy chỉ chính là bằng 2A đúng không? Gấp đôi số tiền ban đầu mà. Thì nếu cho vay số tiền ban đầu là A vậy thì số tiền lúc sau sẽ là 2A. Giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra. Rồi, thì mình ôm vào công thức thôi. Ở đây mình sẽ có được là SN bằng A nhân với cả 1 cộng R mũ N đúng không? Và trong đó thì SN đấy bằng 2A. Đó, gấp đôi số tiền ban đầu. Nhân với cả 1 cộng R. Ở đây là mũ R đây là
6,1% thì chính là 0, các bạn lùi vào hai số nhé, chia cho 100 mà phải lùi vào hai số, 0,061 mũ n đúng không? A triệt tiêu này, vậy từ đây mình sẽ có được là 1,061 mũ n bằng 2 đúng không? Rồi bây giờ mới logarit này, bây giờ mới ra số mũ đúng không? Số mũ để 1,061 biến thành 2. Vậy đây đây chính là cái câu loga của hôm trước rồi. Vậy thì ở đây mình có n bằng loga mũ của 1,061 biến thành 2 đúng không? Vậy thì loga cơ số 1,061 của 2. Đó, mọi người bấm máy tính cái này là xong. Ra bao nhiêu? 11,7. Và những cái bài tập tính lãi suất này luôn luôn làm tròn lên nhá. Luôn luôn làm tròn lên nhá. 11, phải mấy nhá? Phải 7 đúng không? Thì mình sẽ làm tròn lên là 12 nhá. Đó, bởi vì mình sẽ nhận được, mình không bao giờ nhận giữa kỳ hạn cả. Đó, nhưng 11, lẽ ra là 11,7 kỳ hạn là mình đã nhận được rồi, nhưng mà mình sẽ không bao giờ mình được nhận giữa cả. Và hết một kỳ hạn mình mới được nhận. Vậy sang cái kỳ hạn thứ 12, sang năm thứ 12 thì mình mới nhận được tiền. Đó, vậy thì ở đây là mình luôn làm tròn lên nhá. Trong bài tập lãi suất thì luôn làm tròn lên. Đây là câu số 4. Rồi, tiếp theo câu số 5. Đó, không quá khó đúng không? Câu số 5, mình chưa vào những câu phức tạp thôi, mình chưa vào những câu phức tạp thôi. Có những cái vấn đề trong cuộc sống nó phức tạp lắm. Đó, khi mà mình cho vay đúng không? Ví dụ tí nữa có những cái bài mà là cho vay xong rồi mình muốn rút ví dụ mà cái gửi tiết kiệm, cái gói gửi tiết kiệm của mình là trong 12 tháng chẳng hạn. Nhưng mà bởi vì mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra trong cuộc sống, hay là các bạn sắp tới Tết chẳng hạn muốn rút tiền ra là rút tiền trước kỳ hạn đúng không? Đó thì mình sẽ bị thiệt hơn so với cả ban đầu như thế nào, và ngân hàng sẽ tư vấn của mình là mình nên sử dụng cái hình thức gì. Đó, có những cái bài tập đấy trong bài tập này nhá. Thì tí nữa mình sẽ đến với những cái câu nó cực kỳ phức tạp hơn. Nào bây giờ mình sẽ đến với câu số 5 này. Thì câu số 5 này bài bảo là ông anh gửi vào ngân hàng 60 triệu theo hình thức ở lãi kép. Vậy thì ban đầu số tiền ban đầu là A bằng 60 này. Đơn vị là triệu nhá. Với lãi suất là 8% trên 1 năm. Vậy thì đây mình có R bằng là 8% trên 1 năm. Tính theo năm nhá. Đây lãi suất tính theo năm. Sau 5 năm thì ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu nữa. À có nghĩa là ông ấy gửi hai lần. Lần thứ nhất ông ấy gửi 60 triệu và lần thứ hai sau 5 năm thì ông ấy gửi thêm 60 triệu một lần nữa. Vậy thì sau 10 năm tính từ khoản ăn gửi ban đầu đấy, thì sau 10 năm thì ông ấy nhận được số tiền cả gốc và lãi bằng bao nhiêu. Vậy thì ở đây mình sau 10 năm. Rồi, thì đây cũng không 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 phải là một cái vấn đề quá phức tạp, đơn giản mà đúng không? Nó gửi hai lần thôi, gửi tiền hai lần thôi, thì gửi cái số tiền ban đầu thì cái số tiền này sẽ được tính lãi theo 10 năm. Nhưng mà gửi số tiền thứ hai thì sẽ tính lãi theo 5 năm thôi đúng không? Đó, vì sau 5 năm thì mới gửi thêm mà, thì cái số tiền này nó chỉ được tính lãi 5 năm thôi. Bây giờ mình sẽ có được này, SN ở đây mình sẽ bằng này. Nó sẽ bằng S1 cộng nó sẽ bằng là S1 cộng S2 đúng không? S1 là tính theo số tiền 60 triệu ban đầu, S2 là 60 triệu lúc sau. Đó thì 60 triệu lúc đầu mình cho vay này thì mình xem mà nó sinh ra được bao nhiêu tiền. Thì mình sẽ có được công thức là bằng A nhân với cả 1 cộng A là 60 này, nhân với cả 1 cộng với 0,08 đúng không? Thì số tiền ban đầu thì mình sẽ được tính lãi theo 10 năm nhá. Vậy N đây bằng 10. Đó, số tiền ban đầu thì mình sẽ được tính lãi theo 10 năm. Mà cái số tiền thứ hai thì mình sẽ chỉ được tính lãi theo 5 năm thôi. Bởi vì sau 5 năm thì mình mới cho vay đúng không? Thì số tiền này sau 10 năm thì mình sẽ được mình nó chỉ được cho vay là 5 năm thôi. Vậy đây nó sẽ là 60 nhân với cả 1 cộng với cả 0,08 mũ 5. Đó, mọi người bấm máy tính cái này ra xong rồi. Kiểu ra bao nhiêu nhỉ? C là 217,695 triệu đúng không? Đây. Đó, thì đây là cái bài tập đầu tiên. Đó, gửi tiền ngân hàng một lần, nghe gửi đúng một lần vào ngân hàng sau đó mình rút ra đúng không? À, đấy thì gửi hai lần thì nhưng mà gửi hai lần này riêng biệt nhau, hai lần này thì mình coi như là hai lần riêng biệt. À, số tiền gửi ban đầu sẽ tính lãi theo 10 năm, số tiền thứ hai sẽ tính lãi theo 5 năm. Thì cũng không 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 phải là quá khó. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cả bài tập thứ hai luôn này.
Bài toán số 2 này, bài toán số 2 thì mình sẽ là một cái cũng là một cái vấn đề nữa trong cuộc sống này. Đó là bây giờ mình không phải gửi tiền kiểu một lần nữa. Nghĩa là mình cái bài toán thứ nhất ấy đó là mình có một cục tiền cho mình gửi đúng một lần duy nhất thôi. Đó vậy sau 3 năm, 5 năm thì mình lấy ra bao nhiêu tiền đúng không? Rồi cái bài toán thứ hai ấy là bài tập mà nó như này, đó là bình thường khi mà ví dụ như mình đi làm ha, bố mẹ các bạn đi làm chẳng hạn. Bố mẹ các bạn đi làm. Ví dụ như là ví dụ thôi, lương tháng là khoảng độ 10 triệu chẳng hạn, ví dụ nhá, lương tháng 10 triệu. Thì mỗi tháng sẽ bỏ ra 2 triệu để tiết kiệm. Đó, nhưng mà mỗi tháng tháng nào cũng thế nhá. Cứ nhận được 10 triệu là bỏ ra 2 triệu để tiết kiệm. Đó, thì đây là bài tập và gửi tiền nhiều lần hay là gửi tiền hàng tháng đấy, mỗi tháng gửi 2 triệu, mỗi tháng gửi 2 triệu, mỗi tháng gửi 2 triệu chứ không phải là gửi cả một số tiền to ban đầu nữa và chỉ gửi một lần thôi, mà cái bài tập này sẽ là gửi hàng tháng. Đấy, bài tập này là bài tập gửi tiền nhiều lần nhá, gửi tiền hàng tháng. Bạn ghi thầy nào. Gửi tiền nhiều lần đi. Gửi tiền nhiều lần. Đó, và ở trong cái phần này thì có hai loại gửi tiền nhiều lần, đó là mỗi tháng thì mình gửi đều đều vào nhau 2 triệu và mỗi tháng cũng có bài tập gửi tiền là đều đặn mỗi tháng là 2 triệu, hoặc là có những cái bài tập là các tháng gửi khác nhau, nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ học cái bài tập mà các tháng gửi giống nhau nhé, gửi cùng một số tiền như nhau. Đó, thì bài toán ở đây sẽ là gọi là cho vay đúng không? Gửi tiền nghĩa là mình cho ngân hàng vay nhá, gửi tiền nghĩa là mình cho ngân hàng vay. Đó, cho ngân hàng vay số tiền là M. Số tiền là M. Mỗi tháng nhá, trên một tháng. Thường là trên một kỳ hạn thôi, gọi tổng quát lên trên một kỳ hạn. Đó, thì thường là cái bài tập này là tính theo tháng, kỳ hạn đây tính theo tháng. Đó, cho vay số tiền M trên một kỳ hạn. Cứ một tháng là mình gửi 2 triệu ngân hàng, cứ một tháng mình gửi 2 triệu ngân hàng đấy. Thì số tiền mình gửi hàng tháng ấy là M nhá. Trên một kỳ hạn ở đây thì thường là theo tháng. Còn gì sau? Sau N kỳ hạn. Sau N kỳ hạn. Thì thu được bao nhiêu tiền? Ở đây gọi là số tiền là A đi, cho nó giống cái ban đầu đúng không? Đó, cho vay số tiền là A trên một kỳ hạn, vậy thì sau N kỳ hạn thì thu được số tiền là 200. Đó, cứ một tháng mình gửi số tiền A vào ngân hàng, cứ một tháng mình gửi số tiền A vào ngân hàng, vậy thì sau N tháng thì mình thu được bao nhiêu tiền? Thì công thức của cái phần này nó sẽ hơi dài một tí này. Công thức ở phần này dễ dài. Nhưng mà chắc là mình phải học thuộc thôi. Ở đây mình phải học thuộc để mà thế là đi thi mà xây dựng nào nó cũng dài, nó cồng kềnh, thì các bạn phải nhớ thêm để mà xây dựng cái công thức này. Thì các bạn sẽ cần phải nhớ thêm được cái cấp số nhân nữa, tổng cấp số nhân nữa. Thế nên là thầy nghĩ nên học thuộc công thức. Đó, nhưng mà nếu học thuộc thì ốp vào công thức, ốp vào bài tập thì một phát là xong luôn thôi. Nhưng mà cái công thức nó hơi dài. Công thức nó sẽ như sau này. Ở đây mình sẽ có được EN sẽ bằng A chia cho R. A chia cho R, A số tiền gửi mỗi tháng đấy, R là lãi suất, nhân với cả 1 cộng R. Nhân tiếp với cả 1 cộng R mũ N trừ 1. Đó, công thức đây. Hơi dài một tí. Đó, để mà chứng minh được cái này thì các bạn sẽ cần phải có thêm một cái gọi là tổng cấp số nhân. Đó. Và để cho mình học thuộc công thức thôi. Áp dụng một vài bài là mọi người học thuộc được. Chắc là mình phải động đến một cái chủ đề mình sẽ động phải động khoảng đến 3 lần thì mình sẽ học thuộc được. Đó, thì đây là lần đầu tiên mình học đúng không? Thì sẽ có một buổi tổng ôn nữa. Đó, và sau khi mình học hết chương trình thôi, mình sẽ lại tổng ôn lại toàn bộ chương trình lớp 12 một lần nữa thì đủ 3 lần luôn. Hy vọng mọi người sẽ nhớ được công thức này. Đó, sau đó thì mình bước vào giai đoạn luyện đề sau Tết âm nhá, là mình sẽ bước vào giai đoạn luyện đề. Nào. Thì bây giờ mình sẽ thử thử ứng dụng vào trong các cái câu trong bài tập này. Thì câu đầu tiên là câu số 6. Mọi người thử áp dụng thử xem nào. Xem có làm được câu số 6 không? Làm được câu số 6 nào. Câu số 6, một người mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng số tiền là T. Cái T đó chính là A trong công thức của thầy đấy. T đó chính là A trong công thức của thầy đấy.
Theo hình thức ở lại kép với lãi suất là 0,6% trên một tháng. Đó, thì lãi suất thì thường được tính theo tháng trong phần này đúng không? Biết rằng sau 15 tháng thì người đó có số tiền là 10 triệu. Vậy thì hỏi số tiền T gần nhất là số tiền nào sau đây? Đó, T chính là A trong công thức của thầy nhá. Rồi thử lắp vào nào, thử lắp vào xem mà. Có ra là kết quả chính xác không? Rồi, đây bài cho R bằng là 0,6% trên một tháng. Số tiền cho vay ban đầu là T, A chính là T trong công thức nhá, A chính là T ở trong công thức. Sau 15 tháng với N 15. Người đó thu được số tiền là 10 triệu đồng, vậy thì SN là bằng 10 triệu. Đó, thì mình lắp hết vào công thức cả, lắp hết công thức cái này thôi, lắp hết công thức này. Thì từ đây mình sẽ có được là 10 đúng không? 10 này sẽ bằng T chia cho 0,6% nhé mọi người chú ý nhé, phải chia cho 100 nữa. Lùi lại hai số 0 nhé, lùi lại hai số 0. 0,006 nhân với cả 1 cộng với 0,006 nhân với 1 cộng R thì thầy ghi là 1,006 luôn nhá. Mũ 15 trừ đi 1. Rồi. Sau đó thì đây mình rút ra T ra đúng không? Mình rút T ra. Thì các bạn nhân với 0,06 lên đây. Xong rồi chia cả cái cụm này xuống. Đó, nhân chéo lên đây rồi chia cả cụm này xuống. Đọc rồi các bạn rồi. Mình đã để đơn vị là triệu nhá, mình đã để đơn vị là triệu. Đi đi. N là số 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 tháng. N là số kỳ hạn đấy, được kỳ hạn tính theo tháng. Sau 15 tháng đúng không? Vậy thì N đây là 15 đấy. Mới ra kết quả bao nhiêu nhỉ? Đọc không thể vậy. Bao nhiêu? 635 à? Thì nhớ tính đến triệu thì nó phải là 0,635 đúng không? Bấm 10 triệu hơi to nhỉ, nhưng bình thường thì thầy tính đến vị là triệu nhưng mọi người sẽ bấm ra được là 0,635 đúng không? Có bấm ra 0,635 không? Có đúng không? Ở đấy thì đang đến vị là triệu nhá. Vậy nó sẽ là bằng là 635.000 đấy. Đơn vị là triệu đúng không? Vậy đây nó sẽ là 635.000. Các bạn thêm 6 số 0 đã. Lùi lại 6 số đúng không? Tiến tiến 6 số chứ. Tiến về 6 số. Đó thì nó sẽ là 635.000. Thì mỗi tháng tiết kiệm 635.000. Mỗi tháng gửi vào 635.000 thì sau 15 tháng mình thu được là 10 triệu. Câu 7. Một thầy giáo cứ đầu mỗi tháng lại gửi 8 triệu. Mỗi tháng thầy giáo gửi 8 triệu. Chắc là thầy gửi được. Cố gắng ăn tiêu tiết kiệm tí chắc cũng gửi được 8 triệu. Với lãi suất là 0,5% trên một tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì thầy có thể tiết kiệm để mua được một chiếc ô tô giá 400 triệu. 8 triệu một tháng là xem bao giờ mua được cái ô tô nhỉ? 400 triệu, 400 triệu mua được 4 triệu. Mua được con Kia thôi, mua được con Kia đi taxi, đi đi Grab. Nào, bây giờ xem là 8 triệu bao giờ mua được cái ô tô 400 triệu nhá. Thì đây chính là bài tập gửi tiền mỗi tháng đúng không? Mỗi tháng lại gửi vào mà. Mỗi tháng lại gửi vào 8 triệu mà. Và thì đây mình sẽ có được là A ở đây đúng không? A số tiền gửi mỗi tháng. Thì A ở đây chính là đơn vị là thể để đơn vị là triệu nhá. Thì nó là 8 nhá. Để đơn vị là triệu, nó là 8. Lãi suất là R là bằng 0,5% trên một tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì tiết kiệm mua được một chiếc ô tô, nghĩa là sau bao nhiêu tháng thì thu thì nhận nhận được là 400 triệu đúng không? Với SN là số tiền mình thu được sau N tháng là đây là 400. Đơn vị là triệu nhá. Rồi thì câu này là đề bài yêu cầu tìm N. Câu này là câu đề bài yêu cầu tìm N thì công thức như kia mình viết lại một lần nữa đây. Thì mình sẽ có được công thức gửi tiền đều đặn mỗi tháng. Số tiền bằng nhau thì sẽ là SN thì sẽ bằng A là số tiền gửi mỗi tháng này chia R nhân với cả 1 cộng R nhân với cả 1 cộng R mũ N trừ 1. Đó thì mình lắp mọi thứ mình có vào thôi. SN ở đây là số tiền mình thu được là 400.
A là bằng 8, R là bằng 0,5% nhé. Vậy thì mình phải lùi lại hai số 0, vậy nó sẽ là 0,005 đấy. Nhân với cả 1 cộng 0,005 luôn này thì thành là 1,005 luôn nhá. Nhân với cả 1,005 mũ n trừ đi 1. Đó. Vậy tương đương với nhân chéo cái này 400 nhân với cả 0,005 chia cái này xuống thì mình ra được là 1,005 mũ n trừ 1 thì sẽ bằng cái ra bao nhiêu? À, tính bấm nó hẳn luôn rồi đúng không? Không, các bạn nhân chéo nhá, các bạn nhân chéo này, chia cái này xuống đây thì mình có được cái cụm này. Đó, xong rồi chuyển trừ 1 sang. Chuyển trừ 1 sang ở đây, bấm bấm đây ra bao nhiêu nhỉ? Thì trong trong máy tính nhá thì mọi người bấm liền tay luôn nhá chứ mình không 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 lấy xấp xỉ nhá. Ở trong tối mình hạn chế lấy xấp xỉ vì nhiều khi mình lấy xấp xỉ nhiều lần ấy nó ra kết quả bị lệch đấy. Nên là mình bấm máy tính bấm liên tiếp luôn. Ra kết quả cũ đúng không? Thì mình bấm tiếp là cộng 1 luôn. Xong loga tiếp luôn đúng không? Ở đây số mũ là loga luôn. Thì ở đây mọi người ra được bao nhiêu nhỉ? Đến cái đoạn này ra bao nhiêu? 4,04 à? Đúng không? Nhân với cái này đúng không? Nhân với cả 400 nhân với cả 0,05 rồi chia 8 chia cho 1,005 nữa. Ra thế này đúng không? Không à, ra bao nhiêu? Ừ, thầy cũng cảm thấy không không chuẩn lắm đấy. Nó không to thấy được. Bao nhiêu? 44,5. Đây á. À, bấm 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 cả bấm loga rồi đúng không? Bấm cả loga chưa? Thì ra đến đây ra bao nhiêu nào? 44 phẩy mấy á? Ờ, to thế nhỉ? 44 phẩy phẩy mấy? 54 rồi, chuyển trừ 1 sang. Ờ, kết quả cuối cùng đúng không? Làm sao mà ra to như này được? Cái này to quá. Vô lý. Rồi, cứ nói từ từ để cho các bạn chưa biết làm thì còn từ từ đã. Bạn nhân này đâu chia này xuống thôi, không bảo mọi người tính ngay đâu chưa vội nhá. Đến đây ra kết quả bao nhiêu đã? Đến đây ra kết quả bao nhiêu đã? Thì mượn cái máy tính. 400 nhân với cái là 0,005 chia 8 chia 1,005. Đây nó ra được là khoảng độ 0,248 đúng không? 187. Rồi, vậy thì từ đây mình sẽ có được là 1,005 mũ n chuyển trừ 1 sang thì nó thành cộng 1, nó phải là 1,2487. Thì mình cộng 1 luôn ở trong máy tính nhá. Mình không lấy xấp xỉ, mình cộng 1 luôn. Sau đó thì mình có được n ở đây là loga đúng không? Loga 1,005 cơ số 1,05 của 1,2487. Đó thì ở đây mình bấm tiếp luôn nhá, bấm loga của 1,005 xong bấm cái kết quả cũ luôn. Đó thì ở đây mình ra được n sẽ là bằng 44,54 đúng không? Vậy nó sẽ là 45 nhá, mình luôn luôn làm tròn lên những bài tập mà liên quan lãi suất thì mình luôn luôn làm tròn lên. Thì nó sẽ là 45. Vậy thì sau 45 tháng thì là tiết kiệm đủ tiền để mua được xe 400 triệu. Đó, thật ra là chỉ là 44,5 thôi là đủ rồi nhưng mà gửi tiền ngân hàng thì không ai cho lấy giữa giữa kỳ hạn cả. Phải sang cái kỳ hạn thứ 45 thì mình mới lấy được số tiền để đủ mua được 400 triệu. Nó sẽ thừa một tí, nó sẽ thừa. Nhưng mà đến đến đây thì mình mới đủ số tiền 400 triệu mình mua được. Đó thì trong bài tập lãi suất thì mình luôn luôn làm tròn lên nhá, mình sẽ luôn làm tròn lên. Rồi thì cái hình thức trả góp thì bây giờ nó cũng khá là quen thuộc rồi. Mọi người hay mua trả góp, bây giờ trả góp cái gì cũng có, bất kỳ cái gì cũng có trả góp hết, trả góp điện thoại, trả góp xe máy, trả góp nhà, trả góp ô tô, tất cả mọi thứ đều có hình thức trả góp hết đó. Nhưng mà thật ra thì không nên trả góp nhá. Thật ra nếu mà có tiền mặt thì nó gọi là nếu mà có tiền mặt thì nên trả một lần luôn và không nên trả góp, vì trả góp nó rất nhiều, trả góp là cái lãi suất của trả góp nó rất lớn đấy. Đó, ví dụ như là bây giờ mua một con iPhone 14 đúng không?
Mới chắc là tầm khoảng độ 35 triệu. Trả góp 35 triệu. Ví dụ các bạn trả góp trong vòng trả góp 35 triệu trong vòng độ khoảng 6 tháng chẳng hạn. Thì bây giờ hiện tại nhá, hiện tại chắc là 35 triệu trong 6 tháng, thì sau 6 tháng nó sẽ lên đến tầm độ khoảng 44 triệu, 45 triệu. Đó, nó sẽ rất lớn, nó sẽ lớn hơn cái gửi tiền ngân hàng rất là nhiều. Đó, vậy thì nếu mà có điều kiện thì nên mua thẳng luôn chứ không nên trả góp. Trả góp là cái hình thức mà nó sẽ tính lãi rất là lớn. Ok nhá, thì bây giờ nào. Thì bây giờ trả góp thì bây giờ mình sẽ học cái công thức để ví dụ bây giờ mình muốn mua một cái vật gì đó với cả cái hình thức trả góp thì bây giờ mỗi tháng mình phải trả bao nhiêu tiền. À, các bạn biết hình thức trả góp như nào chưa? À, ví dụ nhá, hình thức trả góp bao nhiêu này này. Đó là ví dụ các bạn mua một điện thoại đúng không? Mua một điện thoại 35 triệu, có nghĩa là mình đi vay 35 triệu đấy nhá. Mua một điện thoại 35 triệu trả góp, nên mình đi vay 35 triệu đấy. Thì bây giờ mình cho mua một điện thoại đúng không? 35 triệu. Với cả lãi suất là bao nhiêu đó nhá, lãi suất là R hoặc bao nhiêu đó. Rồi và hình thức là trả góp vậy là hình thức mà mỗi tháng các bạn sẽ trả trả một ít, mỗi tháng mình trả một ít, mỗi tháng mình trả một ít và số tiền mỗi tháng mình trả là như nhau. Thì ví dụ như là mỗi tháng các bạn sẽ phải trả theo cái gói 12 tháng chẳng hạn. Mình trả góp theo 12 tháng. Trả góp có các cái gói có gói khác nhau nhá, 12 tháng, 6 tháng hay 3 tháng. Đó thì cái thời gian trả góp này nó sẽ ảnh hưởng đến lãi suất. Đó, với cả gói 12 tháng thì có một cái lãi suất khác, với cả gói 6 tháng thì sẽ có một cái lãi suất khác. Thì ví dụ như là sau 12 tháng và mình mỗi tháng mình phải trả số tiền là 4 triệu, mỗi tháng mình phải trả số tiền là 4 triệu chẳng hạn. Mỗi tháng mình phải trả 4 triệu nhá. Nghĩa là tháng thứ nhất mình trả 4 triệu. Tháng thứ nhất mình trả 4 triệu. Đó, tháng thứ hai mình cũng trả 4 triệu. Tháng thứ ba mình cũng trả 4 triệu. Đó, và sau 12 tháng thì mình trả xong hoàn toàn cả gốc cả lãi. Đó thì sau 12 tháng. Tháng thứ 12 mình vẫn phải trả 4 triệu nữa đúng không? Vậy thì sau 12 tháng thì mình phải tổng là mình sẽ trả 48 triệu. Đó thì 48 triệu này nó đã bao gồm cả cái tiền gốc ban đầu và cả tiền lãi rồi. Đó thì đây là gọi là hình thức trả góp nhá. Đây gọi là hình thức trả góp. Đó, mỗi tháng mình trả một tí, mỗi tháng mình trả một tí, mỗi tháng mình trả một tí. Rồi trong một tí này thôi, về cơ bản là trong một tí này thôi nhưng mà khi mà cộng lại với nhau thì ra được số tiền tổng nó chênh khá là nhiều so với số tiền ban đầu nhá. 48 đúng không? Rồi 35 đúng không? Mà chỉ sau 12 tháng thôi. Đó thì nó chênh nhau khá là nhiều, nhìn thấy nó sau sau 1 năm thôi nó rất là rõ rệt rồi. Rồi thì bây giờ thì hôm nay mình sẽ học cái cách mà mình sẽ đi tính này, cái số tiền này. Đó thì đề bài sẽ cho mình lãi suất và cho mình thời gian, vậy thì mình sẽ tính là mỗi tháng mình phải trả bao nhiêu tiền. Tính lại đúng không? Nhiều khi là mình kiểm tra lại xem là có thật là nó tính đúng cho mình không. Rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ đi vào bài tập này. Đi vào công thức luôn nhá. Ở đây mình sẽ là trả góp thì mình phải đi vay rồi, trả góp thì mình phải đi vay rồi. Thì mình vay số tiền là A. Vay số tiền là A. Vay số tiền là A. Mua điện thoại 35 triệu có nghĩa là mình đi vay 35 triệu nhá. Vay số tiền là A với lãi suất là R%. Lãi suất là R%. Thường là theo theo tháng, thường là trả góp là theo tháng, nhưng mà thôi thầy vẫn sẽ ghi là theo kỳ hạn nhá. Kỳ hạn đây thì thường là theo tháng. Chắc cũng có thể trả góp theo năm được, nhưng mà thường là mấy cái vận dụng hàng ngày đúng không? Điện thoại hay là xe máy thì thường là theo tháng. Mỗi tháng sẽ cần trả số tiền là mỗi tháng sẽ cần trả số tiền là M nhé, thì gọi là M nhé. M là số tiền phải trả mỗi tháng. Sau N tháng thì trả xong. Sau N tháng. Thì trả xong. Rồi thì ở đây thường là mình lãi suất mình đi theo tháng luôn đấy. Thường là trả góp và theo tháng luôn đấy. Không cần phải ghi kỳ hạn đâu. Đó, mỗi tháng mình sẽ trả số tiền là M, vậy thì sau N tháng thì trả xong. Vậy thì cái số tiền M này, mỗi tháng mình phải trả là bao nhiêu? Mỗi tháng mình phải trả người ta bao nhiêu tiền? Thế nên mình có công thức là M sẽ bằng A nhân 1 cộng R
A nhân 1 cộng R mũ N chia cho 1 cộng R N trừ 1. Đó. Đó, M là số tiền phải trả mỗi tháng này. A là số tiền mình vay ban đầu này. R là lãi suất. Đó, N là sau bao nhiêu tháng thì mình trả xong là N. Rồi. Ok nhá, thì bây giờ mình ốp cái này vào bài bài tập thực tế của mình. Ông A muốn mua một chiếc ô tô trị giá là 1 tỷ. Một chiếc ô tô trị giá là 1 tỷ. Vậy thì ở đây ok, đọc tiếp nào. Nhưng vì chưa đủ tiền nên chọn mua bằng hình thức trả góp hàng tháng. Số tiền trả góp mỗi tháng là như nhau. Rồi. Với lãi suất là 12% một năm. R bằng 12% trên một năm. Nhưng mà chú ý nhé, đó là mình trả theo mỗi tháng đúng không? Vì cái lãi suất này mọi người đổi theo tháng rồi. Vì mình trả mỗi tháng mà, vì cái lãi suất mình tính theo tháng nhé. Thì 12% một năm. Vậy thì bao nhiêu phần trăm một tháng nhỉ? Mình chia cho 12 là xong thôi. Vậy thì ở đây sẽ là 1% một tháng đúng không? 1% một tháng. Và sẽ có câu là lãi suất không đổi đấy. Sẽ có một câu là lãi suất không đổi thì phải. Đấy, đâu nhỉ? Rồi, ở đây mình coi như là lãi suất không đổi đấy. Ở đây mình coi như lãi suất không đổi. Thì mình chia cho 12 thôi. 12% một năm thì có nghĩa là 1% một tháng đúng không? Và trả trước là 500 triệu đồng. Có nghĩa là ông ấy chỉ cần vay trả góp là 500 triệu nữa thôi. Vì ông ấy đã có 500 triệu rồi. Thì ông ấy chỉ cần vay 500 triệu nữa thôi đúng không? Vậy số tiền vay A ở đây là bằng 500 nhé. Để đơn vị là triệu. Đó. Mua xe 1 tỷ mà trả trước 500 triệu rồi. Vậy thì mình chỉ việc trả góp 500 triệu còn lại nữa thôi. Hỏi mỗi tháng thì ông ấy phải trả số tiền gần nhất về số tiền nào dưới đây để sau đúng 2 năm. Sau đúng 2 năm thì ở đây N bằng 2 năm. 2 năm thì chú ý là mình phải đổi ở tháng thôi nhá. Thì trong bài tập trả góp phải đổi hết ra tháng. Đó, phần trăm là lãi suất đổi theo tháng này thì cái thời gian trả đây cũng đổi theo tháng. Thì đây 2 năm thì bằng 24 tháng đúng không? 2 năm thì bằng 24 tháng. Kể từ ngày mua xe thì ông ấy trả hết nợ. Biết rằng kỳ trả nợ đầu tiên sau ngày mua ô tô đúng 1 tháng và chỉ tính lãi hàng tháng trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Rồi, đấy, cái câu ấy chỉ là hình thức trả góp thôi. Trả góp mà cả cái câu cuối cùng thì sẽ là hình thức trả góp, nó không có gì cả. Vậy từ đây mình ốp công thức thôi nhá. Mình có được M này. Số tiền mình phải trả hàng tháng này thì sẽ bằng A là số tiền vay ban đầu là 500 nhân với cả 1 cộng R là 1% một tháng thì sẽ là 0,01 nhá. N đây là mũ 24 chia cho 1, cộng luôn nhỉ, 1 cộng với 0,01 thì bằng 1,001 luôn này. Lùi lại một số 0,01 chứ đúng không? 0,1 0,0 à 0,01 thôi. Mũ 24 trừ đi 1 đúng không? Ốp lại đúng công thức ở bên trái này là xong thôi. Bấm máy tính hộ thầy với ra kết quả bao nhiêu rồi? Đúng A luôn đúng không? 2 3 thầy đang để đơn vị là triệu, vậy nó phải là phẩy đúng không? Bao nhiêu? Hai ba năm ba sáu mấy á, 67 thì phải thì làm tròn nên là 537 đúng không, làm tròn 537 là nó chính xác là ra đúng không, tại đơn vị là triệu nhá, vậy đó là 23 triệu 500, làm tròn lên thành là 537, cho lên 537 hai sáu 23 triệu 537. Nào câu số 10 này. Cái vấn đề ở câu số 10 nó không phải là ba cái câu mà mình vừa làm, không phải gửi tiền một lần, không phải gửi tiền nhiều lần, cũng không phải bài tập trả góp luôn. Thế đây bài nó bảo là một người gửi, đây là một cái dạng bài tập bất kỳ đấy, ở trong khi mà đề đúng không, gửi trong đề thì đây là một cái dạng bài tập bất kỳ, thì thường đó là mình sẽ cần phải để mà giải được câu bài trong đề thi học của mình thường đã phải làm qua rồi, phải làm qua cái dạng này rồi thì mình mới mới mới, mới có thể xây dựng lại được công thức đúng không. Đây là những câu mà bất kỳ nhá, nó không nằm trong những cái câu những câu mà có công thức, mà câu này là câu mình phải tự xây dựng công thức. Thì bài nó bảo là như sau này. Một người gửi 100 triệu vào ngân hàng. Một người ta gửi ngân triệu gửi số tiền là 100 triệu vào ngân hàng. Ok, cứ viết từ từ nhá, là gửi 100 triệu. Đơn vị là triệu này. Với lãi suất R là bằng 0,01
0,5% trên một tháng. 0,5% trên một tháng. Và ông ta rút đều đặn mỗi tháng 1 triệu kể từ ngày gửi. Có nghĩa là gửi ban đầu là gửi một cục 100 triệu vào. Sau đó thì mỗi tháng rút 1 triệu. Mỗi tháng rút 1 triệu. Rút 1 triệu trên một tháng. Đến khi hết thì thôi, đến khi hết tiền thì thôi. Hỏi hỏi là ông ấy rút được bao nhiêu tháng? Vậy hỏi là ông ấy rút được bao nhiêu tháng thì hết tiền. Đó thì hỏi là rút được bao nhiêu tháng. Đây là cũng là một vấn đề trong cuộc sống đúng không? Hỏi rút được bao nhiêu tháng? Đó, cũng là một cái nghiệp vụ ngân hàng. Đó thì các bạn học học ngành tài chính ngân hàng, các bạn sẽ học tất cả những bài tập này. Tất nhiên là mình sẽ học sâu hơn rồi. Học sâu rất là nhiều, học với những bài tập nó phức tạp hơn, cồng kềnh hơn rất là nhiều ở trong chương trình đại học. Đó, nhưng mà cũng có thể làm quen qua nhé, bạn nào mà định thi vào ngân hàng, định làm vào ngân hàng làm, hoặc là định làm về tài chính chẳng hạn, làm về đầu tư Bitcoin các thứ đó cũng là tài chính ấy nhá. Bitcoin các thứ cũng là tài chính đấy. Đó thì có thể học cái chương này, học kỹ chương này, mình tiếp cận với cái xu thế hiện tại nhá. Đó, xu thế hiện tại tài chính cũng là một trong những cái ngành khá là hot bây giờ đấy. Rồi nào, thế bây giờ mình gặp phải cái bài tập này thì đây cũng là một câu cũng bình thường ở trong cuộc sống thôi đúng không? Mình gửi 1 triệu, gửi 100 triệu vào, nhất là người già. Người già thì hay làm theo hình thức như này. Đó, họ nhận được lương hưu ấy, nhận được lương hưu là sẽ gửi cả cái sổ lương hưu đấy vào trong ngân hàng, xong mỗi tháng sẽ lấy ra một tí, lấy ra một chút xíu. Đó thì đến bao lâu thì hết này. Đây là một cái bài tập cũng bình thường thôi đúng không? Một cái vấn đề trong cuộc sống thôi, thì để giải câu này mình sẽ làm như sau. Đó là bây giờ mình phải xét từng tháng một để mình xây dựng công thức nhá. Thì tất cả những cái công thức này thì mình sẽ đều được xây dựng bằng cách là mình sẽ xét mỗi tháng một, xét mỗi tháng một. Vậy thì sau tháng thứ N thì mình thu được bao nhiêu? Ở trong bài tập này thì mình cũng sẽ làm như vậy. Rồi giải nhanh nhá, không mình hết giờ mất. Thì để làm được câu này các bạn sẽ có được công thức như sau này. Thì đầu tiên đó là mọi người sẽ cần phải biết được là một cái cấp số nhân đã nhá. Đầu tiên đó là mình phải có được cái công thức của cấp số nhân đã. Ôn lại một chút luôn. Bởi vì trong đề thi học của mình cũng có hai câu là cấp số cộng, cấp số nhân nhá. Trong đề thi học những 2 năm gần đây rồi đều có một câu cấp số cộng và một câu cấp số nhân. Đó thì mình nhân thể mình ôn lại luôn. Bài tập cấp số nhân này. Tính tổng cấp số nhân. Tổng cấp số nhân. Cấp số nhân của mình sẽ là một cái dãy số nó có dạng là U1 này. U1 nhân với cả Q đúng không? U1 nhân với cả Q bình. U1 nhân với cả Q mũ 3. Đó, cứ như thế, cứ như thế. Đó, cấp số nhân là số hạng đằng sau bằng số hạng đằng trước nhân thêm công bội đúng không? Đây là công bội là Q đấy. Số hạng đằng sau bằng số hạng đằng trước nhân thêm Q. Đó, U1 nhân thêm Q được U1 nhân Q này. Đây chính là U2 nhá. Đây chính là U2. Đó, đây chính là U3, đây chính là U4. Bằng số hạng đằng trước nhân với thêm một Q nữa. Thì mình sẽ có được là tổng của SN, nghe tổng của U1 cộng U2 cộng U3 đấy. Cộng đến UN đấy. Thì mình có công thức là bằng đây nhá, công thức của mình sẽ được là U1 nhân với cả 1 cộng Q mũ N trừ đi 1 chia cho 1 cộng Q. Đó, đây là công thức tổng cấp số nhân. Nhắc lại một lần nữa, đề thi học của mình có một câu cấp số cộng, một câu cấp số nhân nhá. Mình ôn lại luôn. Đó, tổng cấp số nhân. Cấp số nhân của mình đây, số hạng sau và số hạng trước nhân thêm Q. Đó, và mình sẽ có được tổng U1 cộng đến UN thì đó, công thức đây. Và bây giờ mình sẽ có được bài tập mình sẽ như sau này. Đó là bây giờ mình xét từng tháng một. Thì bây giờ sau một tháng thì số tiền còn lại bằng bao nhiêu này? Thì sau một tháng nhá. Sau một tháng thì số tiền còn lại. Số tiền còn lại. Thì gọi là SN, S1 nhá, thì gọi là S1. Thì ban đầu mình gửi 100 triệu đúng không? Vậy thì sau một tháng thì mình sẽ được lãi là 100 nhân với cả 1 cộng R mũ 1 thôi đúng không?
error lắp luôn nhá, error là để nguyên, mình sẽ cứ để tổng quát luôn nhá. Sau một tháng này thì là 1 cộng R mũ 1, thì đây là cả gốc cả lãi luôn đấy sau một tháng này. Nhưng mà bây giờ mình rút 1 triệu, mỗi tháng mình rút 1 triệu, vậy cái này phải trừ đi 1. Đó, vậy thì sau tháng thứ nhất thì mình sẽ thu được là đây, số tiền là 100 triệu sau khi một tháng lãi này, là đây nhân với cả 1 cộng R mũ 1 rồi trừ đi 1 triệu mình rút ra, thì đây sẽ là số tiền mình còn lại. Rồi tiếp theo vẫn như thế, sau tháng thứ hai, sau 2 tháng thì số tiền còn lại là S2 này, thì sẽ bằng, thì bây giờ mình lấy cái số tiền, bây giờ mình sẽ tính lãi của tháng thứ nhất nhé. Bây giờ đây là số tiền còn lại đúng không? Đây là số tiền còn lại trong ngân hàng này, thì mình sẽ tính lãi dựa trên số tiền này. Đó, vậy thì ở đây mình sẽ có được là tổng quát luôn nhé. Đây là 100 thì thay bằng A luôn nhé, tổng quát luôn này. Ở đây mình sẽ có được là A nhân với cả 1 cộng R mũ 1 trừ đi 1. Đây là số tiền còn lại sau tháng thứ nhất đúng không? Thì mình nhân với cả lãi suất của nó một trong một tháng thôi, trong một tháng nữa thì lại nhân với cả 1 cộng R mũ 1 nữa. Đó, và lại trừ đi 1. Lại trừ đi 1 tháng vì sau tháng thứ hai mình lại rút đi 1 triệu. Rồi, và ở đây mình sẽ ra được là bằng A nhân với cả 1 cộng R mũ 2 trừ đi 1 cộng R mũ 1 rồi trừ đi 1. Rồi, vậy thì bây giờ mình tổng quát nhá. Bạn nhìn thấy quy luật này, S1 thì bằng A nhân 1 cộng R mũ 1 trừ đi 1. S2 thì bằng A nhân 1 cộng R mũ 2 trừ đi 1 cộng R mũ 1 trừ đi 1. Vậy thì bây giờ mình viết thử S3 nhá. S3 này, nếu mà các bạn nhìn thấy là quy luật rồi thì bạn sẽ biết được S3 sẽ thành là A nhân với 1 cộng R mũ 3 trừ đi 1 cộng R mũ 2 trừ đi 1 cộng R mũ 1 rồi trừ đi 1. Đó, nhìn thấy quy luật rồi đúng không? Bây giờ mình đến nó SN, vậy thì sau N tháng. Vậy thì sau N tháng. Thì đây là một câu mà để mà làm được thì chắc là mình cũng phải làm qua cái bài tập này ở nhà sẵn rồi. Đó, thì đi thi mới làm được. Vì trong một khoảng thời gian ngắn 90 phút đúng không? Khó mà nghĩ được cái này lắm. Thường mình đã phải làm trước rồi. Sau N tháng này, sau N tháng thì mình sẽ thu được số tiền còn lại là SN thì sẽ bằng A nhân 1 cộng R mũ N trừ đi 1 cộng R mũ N trừ 1 trừ đi 1 cộng R mũ N trừ 2, và cứ thế N trừ 3 và đến cái cuối cùng là trừ đi chấm 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 và trừ đi 1. Rồi, vậy thì từ đây mình sẽ có được đó, đi học cái nào mình sẽ phải học cái này đấy, mặc dù về sau mình cũng sẽ nhập vào máy tính hết thôi, nhưng mà mình vẫn phải học cái này vì mình hiểu bản chất vấn đề. Trên đại học cũng thế, mình sẽ phải học cái này. Thế những cái ngành kinh tế nói chung chung là cũng phải học cái này rồi, nhưng riêng về ngành tài chính ngân hàng nữa thì mình học kỹ kỹ hơn về bài tập này đúng không? Nào, thì bây giờ nhá, sau N tháng đúng không, thì bây giờ mình tính ra N thì bằng cái cụm này, và bây giờ mình sẽ có được là biến đổi thêm một chút nữa này, A nhân với cả 1 cộng R mũ N, tất cả cái này nhá rút dấu trừ ra ngoài, tất cả rút dấu trừ ra ngoài thì mình sẽ có được là 1 cộng R mũ N trừ 1 cộng 1 cộng R mũ N trừ 2 cộng chấm chấm cộng 1 cộng R mũ 1 rồi cộng với cả 1 đấy, cuối cùng của mình sẽ là 1. Đó, thì cả cái cụm này, cả cái cụm bên trong này chính là tổng của cấp số nhân, cả cái cụm bên trong này sẽ là tổng của cấp số nhân. Thì đây mình sẽ có được là A nhân với cả 1 cộng R mũ N trừ đi tổng A cấp số nhân nhá. Thì đây công thức cấp số nhân, đây cũng tổng cấp số nhân, U1 nhân với 1 cộng Q mũ N trừ đi 1 nhân với cả 1 cộng Q, xem mọi người, 1 1 trừ cái gì nhỉ, 1 cộng Q mũ N trừ 1 nhân với cả 1 cộng Q, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đây là Q trừ 1 nhá, Q trừ 1. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, nào bây giờ mình ôn công thức này. Thì đây U1. Đây 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 xem cấp số nhân này, số hạng đằng trước bằng số hạng đằng sau. Số hạng đằng sau bằng số hạng đằng trước nhân thêm với cả Q đúng không? Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy được là Q ở đây chính là cái gì? Số hạng đằng sau này thì bằng số hạng đằng trước nhân thêm cả 1 cộng R đúng không? Vậy Q ở đây chính là 1 cộng R nhá. Q ở đây chính là 1 cộng R. U1
U1 chính là số 1. U1 chính là số đầu tiên đấy, chính là số 1. Và ở đây mình ốp vào công thức thôi. Ở đây mình ốp vào công thức thôi. Mình sẽ được là U1 là bằng 1 này, nhân với cả 1 cộng Q. Rồi, nhầm. Q mũ N trừ 1. Chúng ta Q trừ 1. Đây. Đó, thì ở đây mình sẽ được là bằng Q ở đây là 1 cộng R đúng không? 1 cộng R mũ N trừ đi 1. Đấy, chia cho Q trừ đi 1. À, 1 Q là 1 cộng R đúng không? Trừ đi 1. Rồi, hết này. Vậy từ đây mình sẽ có được là A nhân 1 cộng R mũ N. Câu này thì chắc là phải làm ở nhà sẵn rồi. Đi thi mà xây dựng lại được mới có thể xây dựng lại được cái này đúng không? Đó. Rồi. Và sau n tháng thì mình phải sau n tháng thì và rút được bao nhiêu tháng đúng không? Rút được bao nhiêu tháng vậy sau n tháng thì số tiền phải còn lại là 0 nhá. Rút được bao nhiêu tháng vậy thì sau n tháng số tiền phải rút được là 0 đúng không? Sau n tháng là hết tiền đấy, hết tiền trong ngân hàng đấy, không rút được nữa. Đấy, sau n tháng số tiền phải bằng 0. Ở đây mình lắp vào thôi. Ở đây mình lắp vào thôi. Ở đây mình sẽ lắp số vào nhá. Bây giờ mình lắp số này, công thức đây. Rồi mình lắp số vào. A số tiền vay ban đầu là 100 này. 100 triệu đúng không? Để đơn vị là triệu nhân 100. 1 cộng R, ở đây R là bằng 0,5% một tháng. Vậy thì nó sẽ là 0,5% một tháng là 0,005 đấy. Lùi về hai số 0 đúng không? Mũ N. N bao nhiêu chưa biết này. Trừ đi 1 cộng R mũ N là 1,005 mũ N trừ đi 1 chia cho R là 0,005. Rồi, bằng 0. Ở đây biểu thức này hơi cồng kềnh, mọi người bấm shift zone nước này nhá. Bấm shift zone phát là xong thôi. Bấm cái này trong máy tính rồi bấm shift zone. Nhập cái cụ này trong máy tính rồi bấm shift zone. 138. Phải. Đúng không? Nhập ngươi cái cụ này vào này, thay n bằng x nhá, xong bấm nút shift và bấm shift zone, bấm giải phương trình ấy. Shift zone phát nó bao nhiêu? 138 à. 138,9975. Vậy thì ở đây mình sẽ là rút được 139 tháng à. Không được rồi. Rút được 100 rút được 130 N là 138,975 làm cho nó 139 đúng không? Rút được 139 tháng. Rút được 139 tháng. Một trăm ba mươi tám vẫn còn, rút 139 tháng, luôn làm tròn lên nhé, trong bài tập sát sau này luôn làm tròn lên với đáp án chính xác là bản A nhé, 139.